Ông Cường Đô La chính thức thay mẹ làm đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La, vừa chính thức trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai sau khi mẹ ông bị bắt. Ông Nguyễn Quốc Cường từng giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, người công bố thông tin của Quốc Cường Gia Lai. Nhưng đến cuối năm 2018 đã từ nhiệm vì lý do cá nhân, sau đó lập công ty riêng. Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG. Thế người đại diện theo pháp luật để ổn định hoạt động công ty qua đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô La, sinh năm 1982, chính thức giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Thông tin mới được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, giấy phép có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7. Việc ông Nguyễn Quốc Cường lên thay thế các vị trí của mẹ nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Tại thông cáo gần đây, Phó Tổng Giám đốc Lại Thế Hà cũng cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Như Loan để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sự việc chỉ liên quan đến dự án 39B Bến Vân Đồn, Q4, thành phố Hồ Chí Minh mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014. Theo phía doanh nghiệp, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Bà Như Loan đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề liên quan. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết công ty hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang thực hiện, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với khách hàng, cổ đông, đối tác. Ông Cường, Đô La, nắm ít cổ phần tại QCG hơn em gái và họ hàng, vợ Đàm Thu Trang không sở hữu về cơ cấu, theo báo cáo tình hình quản trị được công bố vào đầu năm 2024, gia đình bà Như Loan nắm giữ số lượng lớn cổ phần tại Quốc Cường Gia Lai, với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 60%. Trong đó, ba người có tỷ lệ cao nhất lần lượt là Nguyễn Thị Như Loan, 37%, gần 102 triệu cổ phiếu, Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái, 14,3%, gần 39,4 triệu cổ phiếu, và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, em gái, 3,5%, gần 9,7 triệu cổ phiếu. Riêng ông Cường sở hữu 0,2%, 537.500 cổ phiếu, vợ là Đàm Thu Trang không có cổ phiếu của doanh nghiệp này. Ngoài ra, con rể, các em và em rể của bà Loan cũng sở hữu tổng cộng khoảng 5,1% cổ phần, 14,1 triệu cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, từ khi thông tin bắt giữ bà Loan được công bố ngày 19 tháng 7 cho đến phiên cuối cùng của tuần này, mã QCG đã giảm sàn suốt 6 phiên, đang dừng ở giá 6.330 đồng một cổ phiếu,